Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Ngân đang ở phía sau chống xuồng các bạn ơi. Thì ngày hôm nay ba chị em tụi mình đi ra cái hầm ngao nhút nhà của Ngân. Nhưng mà được cái là hôm nay là đã trống hết rồi vì ba mẹ Ngân chuẩn bị trồng lại rau mới đó. Nên là ruộng ra hết luôn. Wow, nên là có nói với mình là trên đây cũng còn rất là nhiều cá. Nên tranh thủ lên bắt đi chứ lúc mà có rau rồi đó thì không có bắt được. Thay rau mới đúng không Ngân? Đó. Đây, nên là mình... Ui, rồi, vô hết một con rồi chị ơi. Đây, đây được một con nữa nè. Nên là cá rô phi rất là nhiều luôn. Anh ra coi có cá không? Dạ rồi, dần tới đâu rồi, sao mà lâu dữ vậy? Đây, đây được một con nữa. Nhưng mà chắc là do sáng giờ nên nó chết á. Dần cũng được mấy tiếng rồi. Chậm chậm lại một chút nha. Ui, thích quá, gỡ không kịp tay luôn. Đứng đi, đứng đi, đứng đi. Lưới nó bị dùng á. Hồi nãy á, mình giăng được hai con cá rô luôn, mới gỡ lúc đầu rồi. Ui, đây một con nữa. Em phải gỡ sao cho nó thiệt nhanh luôn mới được. Cá quá trời luôn á. Cái mùa này là giăng là cá rô phi là dữ lắm luôn á. À, nữa kìa, có ốc nữa, đủ luôn. Wow, 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 wow. Hey, các cô chú anh chị các bạn xem nè, bốn con luôn. Bốn con luôn Ngân ơi. Nè nè nè, mấy con ở đây còn sống. Thử cầm thử đi cầm rồi mình hai chị mình tới luôn. Đây, đây cho Ngân cầm đi. Đây. Con có nhiều không? Wow. Ngân ơi, lòng tới cầm đi nha. Trời, để em bắt con này lên cho ta. Ui. Ui. Đây. Quá trời luôn. Ngân ơi, lại gỡ tiếp. Quá trời rồi. Đây. Đây. Wow. Con. Cá rô phi vừa vừa không bự dạ. Tại vì mình nhân lưới tới mới vừa mới mở hàng à. Bình tĩnh, bình tĩnh, tại vì nó còn sống á, nó không dữ lắm. Cá rô phi này nè, ba dít lượt một luôn. Rửa đi, cẩn thận, gỡ cá rô phi này cẩn thận chút. Cảm giác nó đẩy gió như ta, gió quá trời gió rồi chị ơi. À. Thế là Ngân đã bị CT một ngón. Không sao, lát nữa về ăn ba con cá rô nữa bù vô lại. Bù lại ha. Ôi, ôi, chị An nhìn kìa, đó. Ôi, nó mạnh quá trời mạnh luôn. Đúng là cá rô phi mạnh. Nè, đó các bạn coi nè. Ừ, dữ rồi. Đâu chị? Ủa, chút một con nữa kìa. Quả wow, trời đất ơi. Này. Wow. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi, con cá rô đồng luôn hả? Thôi chị em bỏ xuống đây, chị em bỏ xuống. Này. Ui da. Cá làm chị? Cá này còn sống nè. Chết rồi. Dạ. Đồng nó vàng vậy đó chị An ơi. Bữa em văng trên chỗ bông hậu á. Ấy da, cá nó cũng vàng vậy đó. Rồi nó gót xuống luôn rồi. Chị vừa thôi để nó hai đứa. Đây các bạn coi cá rô nè. Đó, trời ơi chạy mất tiêu luôn. Bỏ nó xuống chạy mất sáng luôn. Không thấy nó đâu luôn á. Con thấp giống ngỡ rồi hả? Này. Mấy con cá này cẩn thận á, cái kỳ của nó á. Nhưng mà cá này em thấy ăn ngon mà bữa mấy chị em mình đi bán á,
người ta không thích lắm á. Nhưng mà em thấy cá rô phi ngon mà nó còn sống, nằm im giả chết, đúng không Trang? Ủa chút con nữa kìa, thấy ham ghê luôn á. Mình văng mà lúc nước đứng như là nhiều cá. Con cá này chắc lâu quá nó chết rồi nè. Hí con cá rô kìa Trang. Trang thấy cá rô không? Cá rô dính nước nữa. Đây nè. Trời ơi không thấy. Con cá rô có chút xíu rồi nó chết rồi, nó hả hỏng nó ra luôn nè. Đảo quá. Nhỏ xíu xíu à. Này. Kìa kìa ngắn ơi. Nó dùng núi nè. Wow. Nó dãy quá dãy nè. Nhiều lắm rồi đó chị. Kìa kìa kìa, phía trước kìa, phía trước kìa. Chạy giết thôi. Xiết. Xiết. Ôi nó bơi kìa. Wow. À, một con nè, hai con luôn, nó bơi kiểu trâu không? Trâu không? Ba con, bốn trời con. Trời ơi, giỡn lên, giỡn lên. Trâu, 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 trâu. Wow. Ôi, trời ơi, nó gót xuống luôn rồi kìa. Hay thiệt. Có mấy con nó máng nhẹ vô, mấy con đó là sống mạnh lắm á. Nó vừa mới dính vô. Ừ. Quá trời, cái khúc này làm như là cái đi liên đàn cái gì thôi. Nó vừa mới dính vô á, không gỡ không kịp lại tụt mất tiêu luôn á. Dạ. Dữ lắm hả chị? Không kịp luôn á. Cái này chắc nó chạm marathon chung rồi nè. Ôi trời ơi. Không, dính con cá nè nha. Trời ơi, mấy bà nội dám giới, dám giới kìa. Giống như là nó gặp cái gì mà nó sáng sáng cái nó nói à, chạy đi, ai chạy trước thắng. Vô, vô, vô. Tới rồi bây giờ, tới rồi, tới cái lưới luôn. Ai chạy tới nha, thắng nha. Quá trời luôn. Kẹp luôn. Bây giờ mình nuôi con cá không? Ở mùa này á là người đi văng nhiều lắm luôn á, cá quá trời luôn. Cái hồ mấy con mấy trời, không biết nữa, để ba chấm vô coi thử. Bên em nhiều lắm, cá rô phi không mà. Bên em văng toàn cá rô phi không à, hay có được 4 cá rô, để là được 4 cá rô rồi đó. Chị mà chắc chắn cũng dính lưới luôn á, biết sao không? Giờ này nó nắng á. Cái này chắc quay mấy vòng á. Bà nhảy bà te giống cái gì mà giữ thằng vậy? Nó lập đó, cái lưới này người ta nhỏ xíu à, bà chui vô đây làm chi? Không, lúc bà mới vô bà, ấy, mình chiến thắng rồi các bạn ơi. Sao không cái... Một cá này mạnh lắm nè, nè bỏ xuống này nha. Đó. Bà quậy mấy vòng, bà vô lưới mấy vòng. Rồi. Anh bị gì kìa? Cá rô đâm á. Anh bị cá rô đâm giống ngăn rồi. Gỡ là cẩn thận. Thôi chỗ này không có cá. Trời đằng trước có nữa kìa chị ơi. Nhiều lắm. À còn nó mới dính, còn nó mới dính. Ồ, mới dính luôn. Mới dính. Ôi. Không qua nổi đâu. Ôi. Nếu tao không bắt được ngươi thì tao sẽ dục ngươi xuống. Không được đâu, phải gỡ rồi. Nhiều lắm, mày của em khoảng 5kg à. Rồi. Gỡ liền tay luôn. Cảm gỡ chuyên nghiệp luôn rồi. Em gỡ lưới mấy năm rồi đó. Gỡ cá. Ui. Ê, dở lên
lòng nó không có gớt đâu, nó dướng cái đầu nó vô rồi kìa. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 con luôn. Thôi, gỡ mệt xỉu luôn á. Đây, một con. Con. Nó quay mấy vòng vậy đó. Hết chưa chị? Chị gỡ cái ra. Một thao cá luôn quá trời. Ba con. Bốn con. Xong. Đây, ngăn dở cái thao ra nha. Khoe với lại tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nè. Một khoang, hai khoang, ba khoang. Ở trên đây mới nhiều nè. Trên đây là bốn khoang luôn. Bên đây nhiều lắm Ngân ơi. Ôi trời, con cá rô nó bự luôn mọi ơi. Chị ngay nhìn nè. To phết. Quá trời đã luôn. Quá trời luôn. Wow, sau một buổi đi giăng lưới thì về mấy chị em được thành quả là rất là nhiều cá rô phi luôn. Giờ mấy chị em sẽ đem vô nhà coi là chế biến nó như thế nào nha các bạn. Chắc là lặn khô quá, nhiều quá trời luôn. Cá rô phi sau khi mà mấy chị em đem về nhà rồi đó, thì ở đây là mấy chị em có sẽ khô nè. Các cô chú anh chị và các bạn nhìn nè. Chị em dở lên một con cho mọi người xem đi. Thịt cá rô phi thì làm khô mùa này rất là ngon luôn. Mình làm khô vào mùa mưa. Nhưng mà có cái là buổi sáng thì rất là nắng nha, nhưng mà chiều thì trời mưa đó. Mình cạo hết mấy cái gồng ra đó, nên là bây giờ nhìn ngon lắm luôn á. Là ai mà không thích cá rô phi thì hãy thử một lần đi nha. Làm khô rất là ngon. Đây thì mình quấn một ít cá rô phi để mà nướng đó các bạn. Nướng với bạc á, mình ăn cơm thôi. Và một ít là làm khô nhiều quá đó. Cái này nè, ăn cơm chiều. Chắc sáng mình khô quá, bây giờ trời mưa quá. Mình để cho nó thấm, mình ướp mình để thấm. Với thấm thì trời nắng thì mình khô. Ôi trời ơi. Em nghĩ là chị nên chút nguyên cái gỗ vô luôn. Ừ, sao mà lộng cộng chiều nay. Trong cái ướp thì phải tỏi nè, rồi ớt, rồi tiêu, nước mắm, và nó còn không hấp dẫn nha chứ làm đó không có nữa. Dạ. Cái này mà phơi nó nhiều nó lên màu đẹp lắm. Dạ. Thường đó là người ta phơi hay để cái màu gạch tên nó đỏ đỏ, nhưng mà tại vì nhà mình ăn nên là mình làm tự nhiên luôn. Mình chỉ ướp gia vị thôi à, mình có tỏi và mình phơi thôi. Muốn đỏ không? Chị thấy này ngon lắm hả? Muốn đỏ không? Cái mình bầm mấy cái ớt vô cái nó đỏ rồi, tự nhiên cái nó đỏ lên cái màu lại đỏ mày ba trái đó nha nhà. Chị bầm ba trái còn không có mình dùng cái ớt chuông á, châu gì đó chị. Sáng hôm nay thì sau một đêm mấy chị em ướp khô đó các bạn, thì hôm nay nè các bạn nhìn đi, những cái miếng khô rất là ngon luôn, thì mấy chị em đem ra mình phơi nắng. Wow, sáng nay trời cũng nắng lắm á. Cho Ngân đứng wow wow thôi. Thôi đứng làm đại cái chân bàn đi Ngân ơi. Thôi chị chết em. Trước khi mà ăn khô nó khô là em sẽ khô trước. Em quéo trước đúng không? Dạ. Em sẽ hạnh khô một nắng trước nó. Công nhận mấy con khô này á, những lúc mà nhà mà không có gì ăn hay là không biết ăn cái gì đó, thì mình đem khô ra mình ăn. Đó các bạn coi thì nắng lên rồi đó. Chị thích nhất là lúc trời mưa á. Hả chị? Thôi chị mưa hả chị? Không phải, lúc là trời mưa mình đem khô. Mình đem khô ra mình ăn đúng không? Đúng rồi, đúng hôm nay hết bão rồi. Nắng ơi là nắng, lấy mấy cái tỏi nhiều nhiều á cái nó thơm. Thơm. Ngon không nha? Dạ ngon. Em làm mà. Ăn được chưa? Thôi Ngân làm thôi Ngân. Nói thương mắt không? Nó cũng có cái công của tôi ở chậm, nó nói là tôi làm được mà. Nhưng mà cái này nó hơi bị nhỏ. Ngân làm, Ngân làm. Ngân làm đây. Để đây lát nữa nó khô, cái mình nhúng cái nữa. Yeah. Ngân làm nhức nách quá Ngân. Nhìn ngon quá. Hấp dẫn quá. Wow. Xong rồi. Dạ. Mấy chị em đã làm xong những cái mẻ khô rồi. Khi nào mà những lúc mà trời không, lúc mà không có đồ ăn đó thì mấy chị em sẽ đem ra ăn nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi mấy chị em. Nếu mà thích thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.